mỗi ngày. Tôm sú tươi ngọt, phần táo đỏ thanh thanh, dưa leo mát lành cùng với bắp Mỹ giòn sần sật. Nắng hè biến tan với salad tôm thanh mát. Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Mình có táo nè, và đặc biệt là cần tây thì nó có nhiều chất vitamin nè. Bên cạnh đó thì nó có chất chống oxy hóa nên nó giúp cho mình trẻ lâu. Chúng ta sẽ bắt tay vào làm thôi. Dưa leo và cần tây chúng ta sẽ bào vỏ đi. Tiếp theo á thì chúng ta sẽ bỏ hạt. Sẽ hạt lựu thôi. Mình sẽ đeo bao tay để mình đảm bảo vệ sinh thực phẩm ha. Chúng ta sẽ cắt cần tây nha. Rồi chúng ta sẽ cho vào đây luôn. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt hành tây. Đây sẽ cho vào chung. Nói chung là mấy cái khác ít ít cũng được, nhưng mà táo nhớ cho nhiều nhiều. Minh Tuấn thích ăn táo phải không? Đúng rồi. Nhờ Minh Tuấn giúp mình bỏ vào trong tủ mát. Với món này chúng ta nên giữ lạnh tất cả các nguyên liệu với nhau để món ăn thêm giòn và ngọt hơn nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt cái húng lủi nha. Cho một ít muối vào trong nước luộc tôm. Chúng ta sẽ bỏ đầu, lấy chỉ lưng và cho vào luộc. Tôm thì nó không có lượng calo cao, nên là mình ăn kiểu mặt nó đỡ mập. Mình sẽ dòm cái độ cong của con tôm á, càng cong sát với đầu á là nó đã chín quá kỹ rồi. Và mình sẽ cho vào trong nước lạnh. Tuấn phải làm gì tiếp theo ta? Bóc vỏ. Ok, được. Trong lúc Minh Tuấn bóc vỏ tôm thì mình bắt đầu công đoạn pha sốt nha. Cho 1/4 muỗng cà phê muối vô. Cho 3 muỗng canh sốt mayonnaise Ajinomoto vị nguyên bản. 2 muỗng canh sữa đặc có đường. 1 muỗng canh tương cà và 1 muỗng canh mật ong. Chúng ta sẽ cho thêm một cái này rất là ngon nè, đó là vỏ chanh mài. Còn lại chúng ta sẽ cho thêm khoảng 2 muỗng canh nước chanh. Đến giai đoạn này tôi thấy cái nước sốt nó ngon rồi đó mọi người. Nhưng mà quý vị khán giả, ở nhà mình có thêm một phần rượu cô nhắc nè, hay là rượu cam gì đó, chúng ta sẽ cho khoảng 1 muỗng cà phê là nước sốt chúng ta thêm mùi thơm đặc biệt nữa. Nãy giờ lo nhìn mình pha sốt cũng quên luôn cả phần cắt tôm. Nên chừa lại 4 con tôm để một tí mình sẽ trang trí. Đây, chúng ta sẽ cho bắp Mỹ vào. Chúng ta nên cho bắp Mỹ và táo đỏ để tăng thêm độ giòn ngọt cho món ăn nha. Cái phần tôm mà Minh Tuấn thích nè. Đó. Cùng lá húng lủi. Với món này á thì chúng ta sẽ cho thêm vỏ chanh mài nè, lá húng lủi để tăng thêm mùi thơm cho món ăn nha. Phần sốt hấp dẫn nhất chúng ta sẽ cho hết vào. À, trộn đều nó lên. Cái phần salad của chúng ta đã trộn đều hết lại với nhau rồi nè. Quá sao mà nỡ ăn ta. Nhưng mà chắc cũng ăn hết á. Cho thêm trứng cá hồi đen này vào. Đó. Thêm một con tôm nữa. Quá đẹp. Một ít cần tây. Ít màu xanh từ ngò tây nữa nè. Để hạnh phúc hơn nữa thì chúng ta nên kết hợp với món hoành thánh bắp chiên nha. Quyện trong nước sốt bèo béo, thoảng một chút mùi húng lủi và mùi chanh vô cùng hoang khoái.